pha. Quá. Đấy. Quá hay. Đánh solo nó phải như vậy. Thấy chưa? Anh em thấy tuyên cùi cho cả hai bên. Mình chưa hiểu là kèo gì đây. À, kèo một tay. Điểm cho Tuyên Cùi 1-0. Kèo này không phải là kèo sở trường của Dị Nhân. Dự là Dị Nhân lại đi xa rồi. Rồi Tuyên Cùi đã quên khi phát bóng bằng hai tay. Đức ơi, Đức ơi, Đức ơi, gọi anh cốc nước xấu cái, bảo anh cho anh cốc nước xấu. À Huấn này, kèo chạm 21 à? 21 không Hùng? Đánh ngang có chấp gì không Hùng ơi? Đây là kèo này đánh đôi công, không ai chấp ai, đánh 3 chạm 1 tay. Điểm cho Tuyên Cùi 1-0. Tuyên Cùi phát bóng ra ngoài. Điểm cho Dị Nhân 1-1. Thực sự mà nói mình quá bất ngờ với Tuyên Cùi đến từ cái gì Áng Điện Biên mình quên rồi. Quá hay. Nếu như anh thấp bé nhỏ con như kiểu Dị Nhân thì không nói làm gì. Đó. Những pha đỡ một tay. Bảo sao anh tự tin đổ bộ Hạ Sơn từ Điện Biên xuống đây. Dị Nhân thêm rồi, nhưng bên kia lắc đầu. Xử lý tốt của Dị Nhân. Trước đó anh có một pha đỡ chuyển một kia, không ai đỡ bóng chưa? Mấy thanh niên làng 6 này không để cho Dị Nhân chạy đi nhặt bóng. Đây Dị Nhân đi nhặt bóng mọi người ạ. Không ai nhặt bóng giúp anh. Mọi người đang bận cắp kèo. Em gửi tiền luôn anh ơi, không quên. Anh để đi. Bao nhiêu anh? Điểm cho Tuyên Cùi 4-3. Thanh Giang ông Tuyên này đánh còn chấp một tay cầm ô mà anh. Wow. Như vậy là Tuyên Cùi này cũng là một cầu thủ quá đặc biệt rồi. Quên mình không lia theo cái bóng. Như vậy hôm nay Dị Nhân gặp phải đối hạng nặng rồi. Bảo sao anh đã để thua ở kèo đấu đầu tiên. Khánh ơi, tập trung lật điểm, đẩy cái bảng điểm dịch lên cho anh nhìn với. Mày không lật thì để người khác lật. Điểm cho Tuyên Cùi 6-3 rồi. Vâng, đã có một anh khán giả
xung phong ra lật điểm rồi. 7-3. Tám ba, pha phạt bóng quá khó. 6-6 nặng đấy. Có người bảo là còn chấp một tay ai còn một tay cầm ô nữa cơ. Ta tốt lắm, ta vừa tay. Ôi. Quá dị. Mà sân. Điểm cho Dị Nhân 4-8. Lúc này Dị Nhân đang ở cửa dưới rồi. Phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Dị Nhân 5-8. Bên kia thắng anh. Anh kia đánh hay lắm. Anh trồi tí giao lưu đi. Nhưng em nghĩ anh kia, anh xử lý anh trong vòng 3 nốt nhạc. Đánh ghê lắm. Điểm cho Tuyên Củi 9-5. Anh Trồi là người đánh một truyền cao tay đá thắng Dị Nhân ở sân đội Xe Hà Đông cách đây mấy ngày mọi người nhé. Cũng đang có mặt ở sân VSD. Điểm cho Dị Nhân 6-9. 7-9. Lúc này thì Dị Nhân đã phát điện ra phát sang bên tay trái. Bởi vì tay trái không phải là tay thuận của Tuyên Củi. Dĩ nhiên đã chào thua với cao thủ đến từ Điện Biên. Tuyên Củi đến từ Mường Áng, Điện Biên. Hôm nay đã lấy số Dĩ Nhân rồi. Ở kèo đầu trước 21-20. Và lúc này đang dẫn 9-7. Điểm cho Dĩ Nhân 8-9. Khuôn mặt của Dị Nhân đang tỏ ra buồn và thất vọng sau kèo đấu trước. Nhìn anh rất đăm chiêu. Phát bóng tốt, điểm cho Dị Nhân 9 đều. Lúc này thì Dị Nhân mới khai thác sang bên cánh trái, trước đó anh phát vào bên phải. Nếu như bên trái thì Tuyên Củi sẽ khó xử lý hơn bởi vì anh thuận tay phải. Một điểm số may mắn đến từ pha lật lưới, điểm cho Dị Nhân 19. Lần này thì Dị Nhân đã quay xe phát sang bên trái 19, 11-9, hai bên đổi sân. 10-11. 789 anh chị em đang xem. Ai mà chụp được cái màn hình đấy thì quá đẹp. Nhảy cao 1m62 nó bật gớm. Điểm cho Dị Nhân 12-10. Anh ấy không đi làm nên về sớm. Đấy, anh thấy không? Đấy. Quá hay. Đánh solo nó phải như vậy. Thực sự Tuyên Củi quá hay, Đỗ Nguyên Hưng quá bất ngờ với Tuyên Củi. Bảo sao anh di chuyển 500 km để xuống đây. Và chỉ có hai người thôi. Thực sự đây mới là cao thủ, chứ không phải như một đại diện đến từ Quảng Ninh vừa rồi. Quá hay. Không được. Ở pha chốt thì anh xử lý bị lỗi mất rồi. Điểm cho Dị Nhân 14-10 rồi. Tuyên Củi ngay lập tức xin dừng trận đấu để hội ý. Anh mua nước bên kia kìa, cho anh ấy uống. À đây rồi. Có lẽ chắc chắn Đỗ Nguyên Hưng sẽ
Lát sẽ xin phép Tuyên Cùi để phỏng vấn anh. Thực sự... Thôi, Tiên nói. Bởi vì thấy anh thi đấu quá ấy. Đăng Hải Tuyên Cùi to gấp 3 lần anh em mình đấy xếp đúng không? Thấy chưa? Anh em thấy Tuyên Cùi xử lý một tay như nào chưa? Và có một bạn comment trên này là Tuyên Cùi từng chấp một tay ai và tay kia Tuyên Cùi cầm ô đánh nữa cơ. Chứng tỏ Tuyên Cùi cũng rất kinh khủng và dị mọi người ạ. Chứ không phải mỗi dị nhân đâu, dị nhân của Chảo Lửa VD hôm nay cũng bở hơi tai và anh đã để thua kèo trước rồi. Phát bóng tốt. 12-14. Có chủ công Dũng Nhỏ của thể thao Từ Sơn cũng nói rằng Tuyên Cùi thi đấu rất hay, nhưng thời gian gần đây Tuyên Cùi lên cân. Thêm một điểm số nữa cho Tuyên Cùi, 13-14. Và đây cũng là những pha phát bóng một tay mọi người nha, không phải là tay kia tung, chỉ được một tay thôi. Lúc này thì team của Điện Biên chỉ có 2 người. À, như vậy là kèo một tay thì chân không được sử dụng. Điểm cho... Em đã ăn trưa đâu anh? Rồi, sáng quay xong về... Đâu đâu, của dị nhân đấy. Cần công nước này. Đây phải làm hai cái bánh anh. Từ giờ đến tối luôn, quay đến tối rồi. Bao nhiêu rồi? 14-15. Chưa đọc xuống pin rồi. Lấy cái ấy, bảo rồi, mang cái ấy ra để... 15 đều. Hả? Rồi, có cái khăn dính vào cái đấy. Chỉ trong máy cho em. Ok. Pin á? Lâu tị vô cầm. Cái sạc này nhiều lúc nó không vào. Có vẻ đâu rồi? Điện Biên đi 500 cây xuống đây để đánh hay lắm. Vừa xong á? Vâng. Ngoài. Vừa Điện Biên xuống đây à? Vâng. Có hai người xuống. Vừa Điện Biên xuống á? Thắng chưa? Thắng dị nhân một kèo rồi. Thắng kèo gì? Đánh hay lắm. Điểm số lúc này đang là 16 đều. Thực sự hôm nay dị nhân gặp đối rồi. Một đại diện đến từ miền Bắc. Địa điểm chính xác là Mường Áng Điện Biên mọi người nhé. Mường Áng Điện Biên. Ra ngoài rồi. Lúc này thì Tuyên Cùi đã vượt lên 16-17-16. Thằng Sáu ở ngoài có lẽ là đang run rồi, chân tay lập cập hết rồi. 18-16. Quá hay. Ngoài khóc rồi. Hội ý không? Tuyên Cùi còn gợi ý cho dị nhân là có hội ý hay không. Rất lịch sự. Mười chín mười sáu. Team của Điện Biên hôm nay xuống có một thầy một trò thôi. Quá hay cho team Điện Biên. Mường Áng Điện Biên. Ở bên ngoài thì team của Đà Bắc cũng đang xem và cổ vũ cho cả hai bên. Điểm cho dị nhân 17-19. Lúc này thì dị nhân đang phải bám đuổi. Và dị nhân đã để thua ở kèo trước rồi. Quá hay cho Tuyên Cùi. Thực sự hôm nay Tuyên Cùi lấy số được rồi, lấy số dị nhân rồi. Cả ở hai kèo mà thắng thì là 2-0. Không còn gì để nói nữa rồi. Lần này Tuyên Cùi phát bóng lỗi. 18-20, cơ hội do dị nhân vẫn còn.
quá hồi hộp. Kết thúc kèo đấu, Tuyên Cùi tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 21-18. Như vậy là Tuyên Cùi đã thắng cả ở hai kèo. Xin chúc mừng Tuyên Cùi, anh đã lấy số thành công, đại diện đến từ Mường Ảng, Điện Biên. Và sau đây là mình sẽ phỏng vấn hai anh đến từ Điện Biên. Rồi, anh Tuyên Cùi cũng muốn phải chào anh. Anh là của Điện Biên đây. Anh Tuyên Cùi.